Theo Cục Quản lý Thị trường, 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã tổng kiểm tra với gần 80.000 vụ, phát hiện và xử lý 52.000 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách hơn 282 tỷ đồng. Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của lực lượng quản lý thị trường, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã đánh giá những cố gắng của lực lượng này trong công tác phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời nêu lên những mặt hạn chế trong việc xử lý các vụ vi phạm như kinh phí cho việc tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các hàng hóa là thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất độc hại, động thực vật và sản phẩm có nguồn gốc động thực vật ở dạng tươi sống, khó khăn trong việc lưu giữ, bảo quản trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ còn thiếu, lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường theo kế hoạch, Thứ trưởng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cần tăng cường triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Đồng thời đề nghị các đội quản lý thị trường có địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh thành cần tăng cường công tác nắm tình hình, theo dõi các luồng tuyến nhằm đấu tranh có hiệu quả công tác chống vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại và an toàn thực phẩm.